Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy bác tài của mình không? Đường vô trạm này các bạn, bác tài của mình đang cố gắng đuổi đi qua cái cây cầu khí này các bạn. Dám không các bạn ơi? Hả? À, chạm đây nha. Đó. Các bạn ơi, mình vừa mới vào một trạm ở gần thị trấn 6000 nha các bạn. Không biết khu vực này là khu vực nào nữa. Trong đây chủ nhà đất cũng rộng rãi lắm các bạn ơi. Vườn trồng mít nè. Coi có hào. Hào nước rất là nhiều các bạn. Thanh thang bạt ngàn luôn nha các bạn. Chạm đây các bạn ơi. Cửa ở bên kia. Cửa không có nằm ở bên đây nha. Tại đi qua cái cầu khỉ này mà ông chú tài xế của mình ông tính là đi qua cái cầu khỉ để lập kỷ lục mới nha các bạn. Mình phải can ngăn mãi chứ không có lại lập được kỷ lục vô viện một cách nhanh nhất nha các bạn. Cổng vào đây rồi các bạn ơi. Mình dừng video để mình điện cho chủ quán trạm để xin mã số khóa nha các bạn. Họ dùng mã số khóa này. Khuôn viên của trạm cũng rất là rộng nha các bạn. Khuôn viên chủ nhà rộng cho nên là thuê cho thuê đất trạm cũng rất là rộng. Máy này máy Tường Việt các bạn ơi. Máy này nằm ở nhà lưới nè. Máy Tường Việt nha các bạn. Sử dụng bo điều khiển này là cũ Gianma nha. Để mình đưa cái thông tin model của bo lên màn hình nha các bạn. Các bạn xem. Mình đang cúp điện để test nha. Ở đây chủ quán báo là máy bị chạy được một vài lần thôi, auto thôi, là lần sau nó không auto nữa là phải tắt bo đi mở lại. Tường Việt lắp ráp tại Việt Nam các bạn ơi, mà động cơ linh kiện là nhập của Gianma nha các bạn. Máy này cũng đầu tư cách âm rất là tốt nha các bạn. Nhưng mà nó hơi chật chội cho anh em sửa chữa. Bình ắc quy lithium này các bạn ơi, bình ắc quy sản xuất theo công nghệ pin điện thoại đó các bạn. Có gắn bộ sạc luôn nè. Mà bộ sạc là có điện lưới vào nha các bạn, mà để ở dưới thấp như thế này cũng ẩm thấp cũng nguy hiểm nha các bạn. Bình lithium này là bên mình không có cung cấp, đối tác khác cung cấp cho chủ quán trạm nha các bạn. Mình đã bật chìa khóa trong chế độ auto này và đã cúp điện này. Và mình đang chờ xem nó máy nó có chạy hay không nha các bạn. Vô trong vườn làm mà không có cơm ăn các bạn ơi. Trong miệt vườn mà chờ ra thị trấn quay lại thì mất mấy tiếng đồng hồ các bạn. Anh em chú cháu đang phải ăn bánh đây. Nhỏ ăn bánh nha các bạn ơi. Rất là đói ăn bánh ngon lắm nha. Khi sáng kêu mua bánh này là mình từ chối nha. Không mua nha. Mà giờ có ăn rất là ngon các bạn ơi. Đang chờ nha các bạn, 5 phút rồi mà chưa thấy chạy. Máy đã bắt đầu hoạt động các bạn ơi. Chạy auto nha. Mình kiểm tra chạy auto là điện áp 223 đến 225V. Tần số điện áp của máy phát là 52Hz. Chưa đóng tải. Máy mới chạy được 181 giờ đó các bạn ơi.
Máy này lắp cũng tầm ở hai đời 2016 các bạn. Mà chạy 181 giờ là điện ở đây rất là tốt, ít cúp nha các bạn. Dầu còn 94%. Vòng quay 1566 vòng trên 1 phút. Điện áp bộ sạc là 14V. Cửa vào mật khẩu đây các bạn ơi. Nhập mật khẩu thì mới vô cài đặt được nha các bạn. Máy tự tắt là máy báo lỗi nha các bạn. Vậy là có lỗi rồi nha các bạn. Nó báo lỗi, nó tắt máy. Để mình kiểm tra coi nó bị gì. Chỉ nháy đèn thôi, không thấy hiển thị thông số gì cả. A few moments later. Có đây các bạn ơi. E04, E23, E26. Ba lỗi. Bây giờ nó đọc mã lỗi như vậy thì mình phải tra mã lỗi nha các bạn. Để mình tra mã lỗi một cái coi bị cụ thể cái gì nha các bạn ơi. E04 khả năng là D cộng.